Giờ này là chắc anh Quy Khánh anh đang buôn bán ngoài kia, tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước. Bán hủ tiếu hả chị? À, em đúng rồi. Em đi làm mà thú thiệt với chị là sáng giờ em ăn có miếng xôi à. Em mới xin được bà bán xôi. Giờ chị có gì cho em phụ không? Để em phụ em kiếm tiền, em bưng bê gì đó chị cho em tô hủ tiếu em ăn cũng được nữa. Được. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Cô ăn xong rồi hả cô? À, con dọn nha. Trời ơi, đây khăn đây trời ơi. Đó, sạch sẽ nha. Bao nhiêu tiền chị? 30 rồi chị ơi. Em gửi gì cảm ơn nha. Rảnh ghé ủng hộ em nữa nha. Quán Cư Bạc nè mọi người ơi. Ngoài đẹp trai ha. Dạ ăn mì nha em. Có được chọn không? Được. Mì, hủ tiếu mì, hoành thánh, hủ tiếu dai, hủ tiếu gạo. Cho em hủ tiếu mì, chút xíu thịt thôi, em không ăn thịt nhiều. Chút xíu thôi. Chưa bao giờ mình ăn tô hủ tiếu mình thấy ngon vậy luôn á mọi người. Dễ thương quá. Em cảm ơn chị nha. Ngon đó. Ngon quá. Không, Bình Dương bán đồ ăn, ai bán đồ ăn cũng ngon đó nha mọi người. Chị này bán sao vậy? Rất cha. Chị bán người ta nhiêu một cái? Chị bán người ta 6 ngàn à. Bán cho em tới 5 ngàn là nó hay ghê. Giá má em 5 ngàn hai cái không? Rồi bán luôn. Rồi. Chị bán cho em 10 ngàn. Rồi bán. Họ về cho một bạn ăn nữa. Chà ngon quá. Chị bán đây lâu năm chưa? Chị bán này mới có 25 năm à. Thôi được rồi, đừng lấy nhiều quá. Chị lấy luôn cho mấy người bạn ăn chung luôn. Không. Được rồi, nhiều quá chị lỗ hóc, chị mở cho em ăn luôn được rồi. Rồi chị ăn nó mắm luôn nha. Dạ. Em gửi chị nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Bạn em chắc mừng để em ăn thử một cái ngay đây, một cái để em review coi. Bánh ngọt mặn của chị Hương ngay chợ Thủ Dầu Một nha. Trời ơi, ngon lắm nè, giòn rụm nè. Ngon quá chị Hương ơi. Ba em rung luôn, chị thấy không? Sao ạ, tại nó bụng hơn. Mặc dù em ăn cục thôi rồi đó. Để em ăn kìa biết ngon rồi. Để dành cho người bạn. Chào chị nha. Cảm ơn nhiều. Có tiền luôn rồi nè. Chào chú. Mọi người thân mến, thật ra là cái công việc này mình đã quen rồi, nhưng mà mình đã ngưng một thời gian. Mình đi mưu sinh thật công việc của mình. Bây giờ quay lại mình tưởng nó dễ dàng, nhưng mà không ngờ nó cũng vất vả. Thì không biết người bạn đồng hành của mình bây giờ đang như thế nào. Tiếp tục thôi. Anh trai ơi, anh bán được nhiều chưa? Anh còn có đồ ăn cho em nữa nè. Trời ơi, bánh khọt tôm phải ngồi xuống nè. Chắc anh Quy Khánh anh đang buôn bán ngoài kia, tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước đó. Trời ơi, anh tôi chẳng những vậy còn có tiền nữa. Trời ơi, chắc anh Duy Khánh anh đang buôn bán ngoài kia, tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước. Bán thêm. Ủa anh bán nãy giờ được 300 mấy rồi hả? Nè. Trời ơi, nè, nãy rồi. Em bán ông kia không cho em vé số không à? Không có. Thôi chiều nay trúng cái là bỏ chương trình luôn. Bỏ luôn, nghỉ luôn, chứ làm gì nữa, khổ quá. Giúp cái chứ đi nè. Nãy giờ ăn gì chưa? Cục xôi đấy hả? Cục xôi em chưa ăn gì hết á. Chắc anh Duy Khánh anh đang buôn bán ngoài kia, tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước. Ngon rồi. Hồi nãy là 20 cái bánh với lại 3 hũ, hũ 15 ngàn, cái 5 ngàn, 20 cái là nhiêu? 20 cái là 100 ngàn. 130 của chị đó, 130 là còn 250. Được không? Rồi, anh còn lại được 150 à. Anh mới đưa em 250 á. Khoan. Rồi, tôi mới có ngày đầu tiên. 145 lần, 145 rồi. Đó. Mới ngày đầu tiên mà quán quân nhức đầu dữ rồi trời. Hồi nãy anh đi anh gặp một công nhân. Hai anh. Cái anh mua bánh xong rồi ảnh có cái vườn rau nào ở cái chợ, lấy cái trường gì đó, anh hẹn là 1:30 quay lại trồng rau, nhổ rau. Em thấy anh em mình hợp với chợ hơn anh ơi. Buôn bán ở đây bà con ta thương mình lắm. Nhưng mà mình cũng không có lợi dụng tình thương như hoài được. Dạ. Bây giờ anh cũng nôn về nhà chung quá. Cho anh về nhà chung đi. Về được tắm rửa, có tắm bồn nữa, dầu qua sen đồn lắm. Đã vậy.
Đi qua bên kia trả tiền cho bà gì chứ. Ừ đi nè. À, Ủa vậy là nhiêu tiền? 145.000 phải không? Trả 350 luôn nè. Cảm ơn ân nhân nha. Đây trà đá nè. Đây muốn miếng nước nè chị ơi. Đó. Từ giờ trở đi là tụi mình đi ăn giật uống giật vậy không đó. Nãy em chưa đây sớm nhiều khi chỉ cho bằng tô hủ tiếu ăn ngon. Chắc anh Duy Khánh anh đang buôn bán rồi kia, tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước. Bữa về nhà thôi. Nhà vậy được à? Trời ơi, chương trình nó phải vậy. Nó đi nghỉ dưỡng quá vậy. Ừ. Coi. Cửa tự động luôn nha, cửa tự động. Nguyên nhà vườn đẹp quá. Trời ơi. Trời ơi, có gì Cương thấy này mê nha. Đây đâu. Ngon. Ê, nhưng mà vườn kiểu đó là anh em mình ngủ hơi mệt đó nha anh trai. Trời ơi, có đàn nữa kìa. Lại là có bóng đá nữa nè. Alo. Nội quy gia chủ. Nhà phải luôn sạch sẽ, đồ đạc phải giữ gìn, vì đồ nghĩa đồ tình không hụt hao hư hỏng. Cây trồng chăm phải sống, vật nuôi phải được no. Nếu phát hiện rủi ro phạt 10k một lượt. 1k đi, 1k nó vô dần hơn anh trai. Ừ. Phạt 1k một lượt. Nó dễ thương liền thấy không? Mãi yêu. Nãy thấy có phòng. Nè, phòng này nè. Nè nè, có ghi bản gì nè. Trời, 49.000 lần mở hay là lần ở? Ê da, phải lần rồi, trời ơi. Có nệm. 49k một ngày. Một ngày 49.000. Chưa nãy anh em mình hùng 49.000 vô. Rồi, mở tủ lạnh đi Luật. Cái này rất là quan trọng. Mấy mùa trước. Y chang như vậy. Rồi mở chơi mới hồi hộp nè, một đống đá nè, 2, 3. À, cũng y chang vậy luôn. Nuôi gà lụm trứng bán hay gì á. Đi làm. Đó, lần nào bà cũng chào y vậy đó Luật. Các anh cảm thấy nhà chung như thế nào? Thật là bất ngờ luôn á, thấy cái cửa quá đẹp luôn. Nghĩ là bước vô sẽ có giường nệm, có tất cả mọi thứ. Em sẽ lý giải vì sao là ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà này là của cô Bủ. Cô có 7 người con. Và sau khi 7 người con trưởng thành đạt thì ông mất. Nên là những cái vật dụng mà nó hơi cổ thì đó là những cái đồ cũ của cô và chú. Từ cái lúc mà tay trắng làm nên, cô muốn giữ lại cho tới bây giờ. Quá ý nghĩa. Đó lý do tại sao trên bản nội quy nó có một cụm từ đó là đồ nghĩa đồ tình. À, coi như là cái đây là căn nhà kỷ niệm. Bởi vì trong bản nội quy em ghi rất rõ là nếu như có sai phạm thì em sẽ phạt. Thì em vừa thấy một cái sai phạm, đó là mình vừa bôi đi bản nội quy của nhà. Nên em xin phép là sẽ thu tại chỗ tiền phạt, để cho các anh có thể khởi đầu một cái mùa để giúp mưu sinh thật rực rỡ ạ. À, nhưng mà tôi thấy chương trình vậy là không được. Tại chương trình lấy tiền của nghệ sĩ, chương trình lấy dễ lắm. Trong khi ekip của chương trình ăn đồ ăn của tôi xong rồi tôi đó. Lấy tiền lại thì không được. Ai ăn nãy ai ăn, đứa nào ăn? Ai ăn trái mận tôi quên mất tiêu rồi. Dạ. Yeah. Ai ăn trái mận một thôi. Trái mận 100k. Đóng phạt đi, bây giờ tự trấn qua đi. Không, tôi không chịu trả. Hồi nãy anh Luật anh mời tôi. Trời ơi. Anh cứ nói là tôi ăn đi. Ăn trái cây đi nè. Chị ra ăn đi. Ngon không? Ngon mấy xong chưa? 10.000 em trai. 10.000. Ủa sao chương trình lấy đồ của anh ăn mà không trả tiền anh vậy? Em ăn ngon em trả anh 10.000 đi. Em mắc cười quá, cái miệng ăn còn nhai luôn kìa mọi người. Không có, hồi anh mời tôi, hồi nãy anh có mời tôi. Anh đi em trai giờ anh. Nó kêu ăn ủng hộ anh đi em trai mà nó không nghe chữ ủng hộ. Ủa chương trình này là chương trình gì anh? Để giúp mưu sinh. Trong cái chữ mưu sinh đó là phải có cái chữ mưu là mua mẹo rồi. Sinh chuyện... là xin ăn rồi. Ừ, sinh là xin ăn. Làm gì có chuyện mà cho không? Trời ơi. Nè, nếu mà cho không thì tự nhiên vô bôi có cái bảng rồi phạt 100.000 kia cho không. Chương trình này không có tình người mà bắt tôi sống cái kiểu tình người sao được. Rồi mới về là gây lộn với hàng xóm nè, thấy chưa. Không có thùng quà chan chứa rồi. Chú ơi, con xin lỗi chú ơi. Dạ, mình đừng đánh trống lảng à, 100.000 ạ. Tôi thử coi nó có bị lem gì không rồi thôi tôi viết lại cho. Trời, anh cắn vậy luôn hả? Anh đúng thiệt là sinh ra là phải mưu sinh luôn á. Mà vàng đi, mà đẹp hơn luôn á anh. Tự nhiên thấy nó bản sang hẳn luôn á trời. Dạ,
Chúng em xin lỗi lần sau không dám quậy như vậy nữa. Lỗi đi. Xin lỗi thôi, bỏ qua đi. Coi như là sáng giờ đoàn cũng ăn của tôi cũng làm hư của đoàn thôi, coi như huề. Dạ Quân ạ, em nhìn thấy được cái sự thành tâm trong ánh mắt và giọt lệ của anh Luật. Nên là em xin phép là chắc là em sẽ này chỉ là nhắc nhở thôi. Nếu lần sau mà chúng ta có thể là tái phạm thì em xin phép là cứ 100 ngàn một lần. Nhân văn quá, chương trình này bắt đầu có dấu hiệu nhân văn rồi. Bắt đầu thấy có chút xíu tình người đó chứ không phải khô khan dữ lắm. Và em xin chính thức bàn giao hai chiếc xe mưu sinh phía trước. Mỗi xe trị giá 200 triệu. Cái gì? Trời ơi, cái chương trình này thổi mà là đưa cái giá gì ra là đụng nóng. Không tin luôn á, rồi sao dám chạy trời. Em xin chính thức bàn giao nhà chung và xe cho hai cá là anh Huy Khánh và anh Tiến Luật. Hy vọng là các anh sẽ có một cái hành trình mưu sinh tại Bình Dương thật là thành công và rực rỡ. Yeah, thời tới rồi, ngon rồi. Rồi, ok, cảm ơn. Mọi người có cái tài sản 200 triệu. Thôi đi kiếm chỗ ngủ anh ơi, buồn ngủ quá. Hả? Ngủ một chút đi rồi mình đi kiếm gì mình làm chứ mình. Ê, đúng rồi, mình chưa ăn trưa nữa. Ê, anh thấy bên kia có đám cưới kìa. Đám cưới đâu? Đến đối diện bên đường á. Dạ, mình phải làm bộ dắt tay nhau đi qua. Nhớ ủa, đi ngang xong đứa nào rớt dắt cái gì vô lụm xong rồi. Ủa, anh kêu em hả? Dân ăn cưới không? Tới đâu là mình phải chào thổ địa, hiểu không? Là chào mấy anh chị bà con đàng hoàng cái. Hai người chào, ba người chào, bốn người chào. Hello. Chị ở đây chỗ nào bán cơm chị? Có đây nè. Con bán cơm bao nhiêu một phần? Giờ chú không có tiền sao? Nhịn. Nó có tiền nhịn. Ủa, bé này ngon à. Bé này người của chương trình gài vô chắc luôn. Trời ơi, bên kia thật. Chị đi qua cái người ta nghỉ ăn hết luôn rồi kìa. Đi mình vô ăn cái mâm đó không? Kỳ quá. Chiều nước uống trước thì cho em có dừa không? Anh Khánh uống gì anh Khánh? Uống dừa luôn đi ha. Cho hai trái dừa. Có gì cho tôi ăn cái gì không? Ăn trước đi rồi chụp sau. Thôi kệ, okay, chụp xong thì bả ước, chụp xong bả cho ăn đi anh. Ủa anh bị gạt hoài hả? À. Nhớ chụp xong cho ăn nha. Chị nói lại lần nữa đi. Dạ, anh chụp xong em bảo em cho ăn. Rồi, đúng chưa? Rồi. Ơi. Cảm ơn mấy chị nha. Cái này lát nữa tính tiền sao? Hàng xóm rất là đáng yêu. Mấy anh chị ở Bình Dương dễ thương quá trời quá. Hiện tại tới bây giờ là chưa tốn một đồng bạc nào tiền ăn uống á nha mọi người. Sống làm có sĩ diện gì á tầm sĩ này. Sĩ diện tầm này đó đó. Rồi nè, thực đơn hôm nay nè, có tôm chiên nè, cua nè. Rồi gì là nem nướng nữa. Nem nướng, chả giò nè. Anh mình ra ngoài bàn ngoài ngồi ăn anh ơi. Ủa có ai trong nhà mình vậy? Ai đâu? Ê, em ruột thôi. Ai vậy? Ăn uống gì chưa? Ôi, ôi, hay vậy? Nằm đợi nó giờ có cơm luôn, đúng giờ cơm luôn hả? Người ta cô tắm, người ta hiện ra, người ta làm việc này, hiện ra ăn thôi hả? Xin được cơm luôn hả? Chưa có xin cơm, xin được cái này à. Giờ em xin cơm đi. Không có, có gạo. Có gạo với trứng với đồ ăn nữa. Ủa, anh đem trứng với đồ ăn lên hả? Dạ. Trời ơi, nghe em tôi dễ thương dữ trời. Xuống nào hả? Mới xuống tới nè, ổn định quá trời. Rồi, vô. Em đi giờ em đi mình không xuống hả? Có tiền bạc gì không? Tịch tung hết. Nó bị luôn hả? Hồi nãy thì cũng trên đường đi cũng anh biết tính anh em mình rồi. Xí lắc léo nhẹ chút xíu là có ém nhẹ nhưng mà bị tịch thu hết rồi. Có thể là ba người. Hello em, trời ơi, hay quá vậy? Ai nữa vậy? Em chào mấy chú. Ai vậy? Dạ, con mới tới. Hoàng Yến. Ủa thân chứ giờ em chú bầu hồi thân em ạ. Ăn gì chưa? Em chưa, em đói lắm. Có đem tiền theo không? Em không có, ủa chương trình mình bảo là không có tiền mà đúng không? Anh cứ tưởng đâu là khách mời sẽ có tiền. Anh không với không. Anh Quy Khánh là nghĩ là sẽ bào tiền khách mời. Em ăn con này ngon. Dạ, mai của hả anh? Có đủ chưa? Xin, đây em có rồi ạ. Bé này có vẻ đói quá ha. Đâu cứ em cũng đói mà. Rồi chiều mình nấu cơm ăn đúng không? Chiều nấu cơm ăn với nửa trái dưa hấu đi. Em... Có trứng. Có trứng mà. Này trứng nè. Có một cục thịt không hề có cục mỡ nha rồi. Mà có tủ lạnh không? Có tủ lạnh. Cái bỏ vô cho. Để tủ lạnh đi nha. Từ từ. Rồi hết rồi đó. Sáng giờ đi làm vất vả không anh Khánh? Không, đi dạng đi buôn gánh bán bưng. Mua đi bán lại kiếm lời. Có không được thì khỏi chờ đói đi. Chị hả? Anh không biết à. Huỳnh Phương và Tiến Luật. Và thêm Ngô Kiến Huy. Hội bào Facebook. Sao ông đem cái cục thịt vô tủ lạnh mà lâu dữ vậy ta? Có nào đem cục thịt đi bán không? Làm gì anh? Trời ơi! Trời ơi trời!
Luật ơi, cái gì vậy Luật? Vô đây mà coi. Trời ơi tay em trơn quá, em mở ra tại vì em thấy có cái lỗ này, em tính mở ra em bỏ trứng vô em vuột tay em rớt. Trứng này mình phải mở ra đó chúng ta. Nó lên trời, trời cao không có thâu. Mà ngó xuống đất, thấy đất rộng thinh tay bay mà già bảo được rồi lực ơi. Con bật phải khỏi cho đói đi. Văng cái trứng ra ngoài bể. Cái này là em hốt vô để hồi chiên hay gì đây? Bể có mấy trứng à? Bể hết luôn rồi. Không sao, nhưng mà nó giữ lại đây được. Có gì mình ăn mình đổ ra mình chiên. Lớp. Trời ơi trời. Là nãy em hốt vô vậy đó hả? Dạ. Rồi sao hôm nay ăn đó hả? Mình kệ đi anh ơi, để em ăn cái đó cho. Bể hết luôn rồi. Trời ơi, mới ngày đầu tiên mà bể rổ tùm lum rồi. Lực ơi, lực ơi.